Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi talk show Phố Tài Chính được phát sóng trên VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, dịch Covid kéo dài đã làm thay đổi thói quen tài chính của chính chúng ta. Nếu như trước đây rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, chưa quan tâm đến quản lý tài chính cho mình, thì sau đợt dịch vừa rồi đã có rất nhiều người bắt đầu quan tâm đến quản lý tài chính cá nhân như việc chi tiêu ra sao, đầu tư vào đâu cho hiệu quả, cũng như là tích cóp như thế nào để có một khoản phòng khi bất trắc xảy ra giống như dịch Covid-19. Trước khi bàn sâu hơn về chủ đề này thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi. Theo Tổng cục Thống kê, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế. GDP trong 9 tháng năm 2021 chỉ tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tăng trưởng âm của một số ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn đã làm giảm mức tăng chung của khu vực này và toàn bộ nền kinh tế. Cũng vì thế mà tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước đã gia tăng dần theo các quý trong 9 tháng năm 2021. Chị Mười, một lao động phổ thông cho biết, chị thật may mắn khi có việc làm trong suốt mùa dịch, tuy nhiên thu nhập cũng bị giảm đi. Ngoài việc lau dọn ra thì tôi cũng tranh thủ đi bán thêm hoa quả cho những người thân quen. Với mức lương hiện nay thì tôi chỉ đủ chi tiêu cho cuộc sống gia đình và con cái. Theo các chuyên gia, dịch bệnh xảy ra đã cho thấy việc quản lý tài chính cá nhân bao gồm quản lý thu nhập, chi tiêu, tích lũy và đầu tư luôn là điều cần thiết. Đặc biệt là đối với những tình huống bất ngờ xảy ra như đại dịch Covid-19, thói quen này đã hình thành từ lâu ở những nước phát triển. Tuy nhiên ở Việt Nam, hiện nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ cho biết họ chưa có xu hướng quản lý tài chính cho mình hoặc nếu có nghĩ đến thì chưa biết tích lũy như thế nào cho hiệu quả. Trước đây thì tôi không có định hướng đầu tư mà là làm bao nhiêu sẽ tiêu bấy nhiêu. Hiện tại thì tôi đã có kế hoạch đầu tư, tuy nhiên thì khá là mông lung và chưa biết bắt đầu từ đâu. Thực tế, chính phủ cũng đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định với các gói hỗ trợ lớn để đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bên cạnh việc trông chờ vào các gói hỗ trợ thì người dân ngay từ bây giờ cần sớm hình thành thói quen quản lý tài chính cá nhân để chủ động tài chính cho cuộc sống của bản thân và gia đình. Để bàn sâu hơn về vấn đề quản lý tài chính cá nhân thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối với hai vị khách mời là bà Nguyễn Thị Hằng Nga, là Giám đốc Đầu tư Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank VCBF, và ông Đặng Trần Phục là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần AZFIN Việt Nam. Xin cảm ơn hai ông bà đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Trước dịch bệnh thì không có nhiều người nghĩ sẽ cần một quỹ dự phòng tài chính cá nhân để đảm bảo cho cuộc sống trong những tình huống bất trắc. Hai ông bà nghĩ thế nào về quan điểm này ạ? Trước dịch bệnh thì Việt Nam đã trải qua một cái giai đoạn kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ. Điều đó khiến cho những người dân, đặc biệt là những người trẻ, thì không chú ý đến cái quỹ dự phòng chi tiêu. Covid-19 xảy ra thì gây ra rất nhiều hệ lụy như cái thời gian dịch vừa rồi. Rất nhiều người muốn về quê vì cạn tài chính do dịch bệnh. Nhưng nó cũng cảnh tỉnh cần thiết phải xây dựng cái quản lý tài chính cá nhân tốt hơn. Mà cụ thể trước mắt là cần phải có cái quỹ dự phòng tài chính sao cho đủ đáp ứng được chi tiêu cho gia đình ít nhất từ 3 đến 5 tháng nếu có điều bất trắc xảy ra. Quay trở lại những năm 90 chẳng hạn ấy, tỷ lệ tiết kiệm của người dân đã tăng lên khá là cao. Đến năm khoảng 2005-2006 thì nó đã đạt đến khoảng 29% theo số liệu của Ngân hàng Thế giới. Vì vậy, kể từ năm 2017 trở lại đây ấy, thì cái tỷ lệ này nó đã giảm và đến 2019 thì chỉ còn khoảng 25%. Tôi thấy là giới trẻ trong những năm vừa qua ấy, không những là không có tiết kiệm mà thậm chí là còn đi vay chi tiêu cho tiêu dùng. Khi mà Covid-19 xảy ra thì chúng ta thấy là mọi thứ đã thay đổi rất là nhiều. Có những người, những cái ngành nghề ấy mà chúng ta chẳng bao giờ nghĩ là nó có thể mất việc được, thậm chí là thu nhập rất là cao, phi công chẳng hạn. Điều đó cho chúng ta thấy là cái gì? Tức là trên đời này tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra. Có những cái sự kiện thì nó có thể là vô cùng xấu luôn và chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị cho những cái biến cố đó. Vậy thì ở những nước phát triển, thói quen quản lý tài chính cá nhân đã xuất hiện từ khi nào và nó đã giúp ích như thế nào trong đợt dịch vừa rồi ạ? Ở các nước phát triển, kiến thức về tài chính cá nhân thì đã được đưa vào là các cái chương trình phổ thông. Chúng ta có thể bắt gặp những cái bài toán về lãi kép ở những cái bậc học rất là thấp. Chính vì thế nên là cái thói quen quản lý cái tài chính cá nhân thì nó được hình thành rất là sớm. Cũng vì thế mà họ đã có những cái chuẩn bị tốt hơn cho những cái biến cố như vậy. Và việc phân bổ vào nhiều tài sản khác nhau thì đã giúp họ rất là nhiều trong việc là cải thiện được cái thu nhập. Bởi vì khi mà đại dịch xảy ra, đúng không, thì có thể là thu nhập từ chủ động, từ đi làm giảm, nhưng mà thu nhập từ bị động, từ đầu tư đã giúp cho cái tình hình tài chính của họ tránh được những cái cú sốc. Thì họ rất là phát triển các cái quỹ về hưu trí, rồi là các cái quỹ dự phòng khi mà họ đã trích một cái khoản lương kha khá của mình hàng tháng để đưa vào các cái quỹ dự phòng như vậy. Ví dụ một gia đình trung lưu của Mỹ, họ thường dành khoảng độ 30% thu nhập của mình hàng tháng trước khi chi tiêu để đầu tư vào các cái quỹ hưu trí này, quỹ đầu tư cổ phiếu này, quỹ đầu tư bất động sản này. Khi mà Covid xảy ra khó khăn hơn thì họ có thể dùng các cái tiền ở cái quỹ này
để có thể chi tiêu cho gia đình mình một cách rất là đầy đủ. Vậy có công thức quản lý tài chính cá nhân nào hiệu quả không thưa hai ông bà? Thông thường đối với những người mới đi làm thì tốt nhất là họ cố gắng dành ra được khoảng độ 10 đến 30% cho cái mục tiêu đầu tư. Cái số còn lại họ phân bổ vào các cái quỹ chi tiêu hàng ngày này, quỹ bảo hiểm này, hay là quỹ hưu trí qua một thời gian dài thì họ sẽ tích lũy được một cái lượng tài sản khá lớn. Thực sự cái việc tiết kiệm tài chính từ sớm nó vô cùng là hiệu quả. Thì tôi chỉ lấy một cái ví dụ minh họa như thế này. Nếu mà bớt đi mỗi ngày một tách cà phê hoặc là một bao thuốc chỉ 20.000 đồng thôi, tức là mỗi tháng tiết kiệm được 600.000 đồng, thì sau 18 năm giả định với cái lãi suất thực thấp nhất là khoảng độ 2 đến 3% thôi, sau khi trừ lạm phát thì cũng có thể sinh lời ra một cái khoản khoảng độ hơn 160 triệu. Như vậy là hoàn toàn có thể đủ cho các bạn trẻ học 2 năm đại học ở các trường công ạ. Đó là cái kịch bản xấu nhất. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể đầu tư được sinh lời với mức 15%, thì cái số tiền tiết kiệm chỉ 20.000 mỗi ngày đó thôi, trong vòng 18 năm thì cũng tạo ra số tiền khoảng 455 triệu. Thông thường ấy, chúng ta luôn luôn phải có một quỹ dự trữ. Thì cái quỹ dự trữ này tất nhiên là phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh của chúng ta. Ví dụ chẳng hạn như là người mà vẫn còn đang sống độc thân một mình, chưa phải lo cho ai thì khác. Người mà chúng ta đã có gia đình rồi, chúng ta cũng luôn luôn phải có một cái khoản dự phòng là từ khoảng 3 đến 6, thậm chí là 12 tháng lương. Chẳng hạn là sẽ trích ra cái tỷ trọng khoảng 20% thu nhập. Thì rõ ràng 5 tháng bạn sẽ được có 1 tháng thu nhập này. Sau đó thì là 10 tháng bạn sẽ có 2 tháng thu nhập. Nếu mà bạn độc thân như vậy là có nghĩa là bạn chỉ cần 15 tháng đi làm là bạn đã có 3 tháng thu nhập rồi. Và cái 3 tháng thu nhập đấy bạn sẽ để ở những cái tài sản rất là an toàn. Ví dụ chẳng hạn như là gửi tiết kiệm. Sau đó đến tháng 16, 17, 18 thì đấy bắt đầu bạn có cái phần thừa ra, thì bạn có thể đầu tư những cái tài sản như là đầu tư vào những vàng hay là chứng khoán hay cái gì đó chẳng hạn. Theo ông bà, nếu muốn gia tăng tài chính cá nhân bằng cách đầu tư thì đầu tư như thế nào cho hiệu quả trong giai đoạn bình thường mới này ạ? Thì trong các cái kênh đầu tư theo Indexfin Việt Nam thống kê từ năm 2000 đến nay thì kênh đầu tư bất động sản sinh lời lớn nhất khoảng độ 16,1%. Tiếp theo là kênh đầu tư cổ phiếu sinh lời thứ hai với 15,8%. Và kênh đầu tư bất động sản liên quan đến gọi là chung cư thì được khoảng độ 11,7%. Trái phiếu thì mang lại 9,6%. Vàng 9,1% và đô la là khoảng 2,1%. Thì trong tương lai với cái ổn định kinh tế ngày càng được nâng cao, với cái lạm phát thấp và lãi suất dần thấp, thì cái kênh đầu tư bất động sản và kênh chứng khoán vẫn là hai kênh đầu tư mang lại cái hiệu quả sinh lời cao nhất. Tuy nhiên bất động sản thì cần vốn khá lớn, chứng khoán thì cũng cần phải hiểu biết về thị trường này khá nhiều. Tuy vậy thì nhà đầu tư có thể đầu tư vào các cái quỹ chỉ số, quỹ ETF. Khi đầu tư vào đó, hàng tháng có thể chỉ cần bỏ vào vài trăm ngàn là đã có thể đầu tư rồi. Và cái hiệu quả sinh lời thì tương đương với cái chỉ số VN Index, tức là tương đương với khoảng độ 14, 10 năm, thậm chí cao hơn trong tương lai. Thì cái hình thức đầu tư vào quỹ chỉ số này hiện nay ở Việt Nam thì chưa thực sự phát triển, nhưng nó là một cái xu hướng tất yếu. Bởi ví dụ như ở Mỹ, khoảng 90% nhà đầu tư cá nhân họ đầu tư vào cái quỹ chỉ số này. Có rất nhiều loại tài sản có thể đầu tư, nhưng chúng ta cũng cần phải xem xét là chúng ta muốn gì này, chúng ta có thể nắm giữ được bao nhiêu này, chúng ta có khả năng chịu đựng được những cái biến động ở trên thị trường hay không. Có một cái nguyên tắc ấy, là chúng ta nên phân bổ càng nhiều loại tài sản càng tốt, bởi vì là chúng ta sẽ có một cái sự đa dạng hóa. Khi một cái tài sản này nó lên thì có thể một tài sản kia nó lại xuống, sẽ giảm được cái rủi ro của chúng ta. Với những cái người mà không có khả năng, không có thời gian ấy, thì tôi nghĩ là tốt nhất là chúng ta nên đầu tư vào các cái quỹ đầu tư. Và các quỹ này thì đều được giám sát bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, giám sát bởi ngân hàng giám sát, nên là rất là minh bạch. Đồng thời các quỹ này thì cũng được quản lý bởi các cái chuyên gia có kinh nghiệm, có thời gian. Và các quỹ thì cũng đầu tư vào rất nhiều các loại tài sản để đảm bảo đa dạng hóa và giảm rủi ro. Vâng, với những thông tin vừa rồi thì hẳn là mọi người đã có cái nhìn rõ hơn về quản lý tài chính cá nhân. Xin cảm ơn ông bà đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo các chuyên gia thì việc quản lý tài chính cá nhân được thực hiện càng sớm càng tốt. Việc quản lý có thể bắt đầu chỉ bằng việc tích góp mỗi tháng từ vài trăm đến 1 triệu đồng hoặc đầu tư vào những kênh an toàn. Thì sau nhiều năm chúng ta sẽ có một cái khoản lớn để trang trải cho những công việc cần thiết hoặc là những tình huống bất trắc xảy ra như là dịch Covid-19. Chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị quan tâm thêm có thể truy cập vào các nền tảng mạng xã hội của Talk Show Phố Tài Chính. Còn bây giờ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hoàn toàn miễn phí, dễ dàng sử dụng. Mang trong mình sứ mệnh là một siêu app quản lý bán hàng, Bpost đã tận dụng sự phát triển vượt bậc của công nghệ 4.0
cùng với hơn 600 tính năng chuyên sâu cho ngành F&B, spa, nail, hair salon, bán lẻ, giúp các chuỗi cửa hàng tăng 30% doanh thu và giảm 50% thời gian quản lý. Bpost tự hào là sản phẩm vì cộng đồng. Hãy để Bpost đồng hành cùng sự thành công của bạn. My Home tự hào tạo ra những thương hiệu ẩm thực, chuỗi nhà hàng mới lạ, độc đáo, thiên đường lẩu đào hoa, buffet phố nướng Urban BBQ, chỉn chu trong mọi nguyên liệu, trau chuốt đến từng chi tiết món ăn, cùng cách phục vụ. Hệ thống được điều hành bởi chuyên gia Nguyễn Cao Trí với 25 năm kinh nghiệm đào tạo, vận hành chuỗi cửa hàng trong ngành F&B. Không cần ngược xuôi tìm kiếm ở đâu xa, gạt bỏ lo toan thường nhật để trở về với My Home. My Home, chạm tới tuyệt mỹ của trải nghiệm ẩm thực.